Chào anh em nhé. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi lắp cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Trước tiên anh em chuẩn bị là hai cái con vector chuyển quang này. Một con là con A này. Một con là con A anh em ạ. Một con là con B. Đó. Nguồn của con vector này. Với hai cái dây nhảy lan loại 1 mét. Một cái wifi phụ, đây là wifi phụ nhưng mà nó cũ rồi nhưng mà vẫn sử dụng được anh em nhé. Với cáp quang nữa thôi, với cáp quang bên này đó. Thôi anh em đi nhé. Cái ưu điểm lớn nhất của một cái hệ thống mà triển khai mạng LAN qua cáp quang, thường được gọi là LAN quang đấy, thì ưu điểm của nó tức là tốc độ ổn định. Anh em có thể triển khai được thuê bao xa, rất là xa. Tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất của cái thằng LAN quang này thì anh em thừa biết là nó sẽ tốn kém hơn so với cái mạng LAN thường. Tuy nhiên mạng, nếu mà so sánh về một cái mạng LAN thường so với LAN quang ấy, thì LAN thường nó sẽ không đảm bảo được cái tín hiệu khi chúng ta triển khai thuê bao xa. Với cái bộ chuyển quang này thì cho phép anh em kết nối đến tận 25 km. Tuy nhiên thì cũng ít người triển khai thuê bao mà 25 km cả. Các bước để lắp đặt một cái hệ thống mạng LAN thì anh em cũng LAN quang thì anh em cũng sử dụng giống như của cái LAN thường. Bước đầu tiên thì anh em sẽ triển khai là kéo dây thuê bao, kéo dây cáp quang, kéo từ cái điểm đầu tiên của modem về về modem phụ. Xong rồi anh em sẽ thực hiện là bấm cái đầu nối FC của cái cáp quang. Sau rồi anh em thực hiện cắm cái cáp quang vào cái bộ chuyển quang. Cái bộ A và B thì anh em đặt ở vị trí nào cũng được, ở modem phụ. Nó phải đặt ở modem phụ và modem chính. Xong rồi anh em sẽ thực hiện là nối cái dây LAN từ cái modem chính sang cái bộ chuyển quang. Xong bộ chuyển quang nó sẽ chạy trên cáp quang. Khi đến cái đến cáp quang xong rồi ấy, thì nó sẽ chạy qua một cái bộ con vector ở modem phụ. Từ cái con vector nó sẽ chuyển dây mạng LAN lên cái wifi. Đấy là toàn bộ cái kết nối của cái hệ thống của LAN quang. Bây giờ anh em mình đi nhé, mình đi di chuyển nhé. Đây mọi người nhé, đây là cái trang trại của anh chủ. Đây là trang trại thứ hai này, từ đây kéo đi về ở bên dưới nó rơi vào khoảng hơn 100 mét dây gì đấy. Bây giờ sẽ thực hiện là kéo cái dây thuê bao. Đi theo cái đường điện bên này. Trời xa sự lạ. Sẽ đi theo cái đường dây điện này.
kéo như nặng đấy nhỉ. Nó bị vòng qua đây. Với những cái cột mà cột tre như này thì mọi người sẽ chỉ chốt hai đầu thôi, bởi vì ở đây mình không thể trèo lên được. Những cái đoạn băng đường này thì mình sẽ phải ném cho nó lên cao. Tí nữa sẽ lấy cái alo. Em đang ớt linh chai mới đấy anh này. Vâng, em đang kéo dây xuống. Alo, chị Dung à? Vâng, em lúc sáng em lắp cái mạng cho chị ấy, nhưng mà anh Cường lại bảo, vâng, anh Cường bảo là kiểm tra luôn cái cam ấy thì để sáng mai em làm một thể nhá chị nhá. Vâng, tại vì anh bảo kiểm tra lại mấy cái mắt kia xem. Vâng, thế chị nhá. Vâng. Đây làm cưới nha anh. Làm cưới đến nhà Dung Quỳnh á. À. Thank you.
phương trời xa xứ lạ, đôi vai gầy ôm kỷ niệm. Chạy Google xem bao nhiêu mét. Cái này chắc hơn 100 mét thôi. Tầm 150 mét anh em ạ. Bình thường anh em sử dụng cái công cụ Google Map này để đo nhé. Ở đây anh em phải đặt là vệ tinh này. Vệ tinh này. Vệ tinh thì anh em mình dễ. Đây, trang trại này. Đo khoảng cách này. Ui, hạ gần 200 mét anh em ạ. 170, 100 mấy. Anh bước còn một cái ô điền bên này đó. Alo. Vâng. Gửi tin nhắn không được à? Ok, để mai em qua em đổi lại cho cái wifi nhé. Đàn nhà đàn ạ. Đàn cá. À. Lắp cái tay này nó nên cho lên tóc đi hô đẻ nhá. Có nhiều tiền cái. Đợt này đi mấy nghìn ạ? Cả nghìn, tôi bảo cả nghìn, tôi về mưa ngay nào đây tiếp nghìn. À.
Cá cá đợt này ăn giá đây này. Cá lại cái sống đó. À đợt này là cá ta. À à. Và 5.000. À ô anh đơn nhỉ? Hàng đỡ một cuốn đi chứ. Đỡ cuốn đi đó. Vừa nghe nào, vừa là tạm ổ này là kéo tạm cầm. Lô bên đêm nó lên nhá. Thầy. Sấy các bên đêm với anh. Khẳng ớt lên nhé, quay hay là con đổ 5 cân 3 kha hay là con đổ chiếc nó hô. À bán máy bẩn là phới ở trong bước nữa. Nhiều máy nhiều phới ở trong lòng. Trong nghe dùng đi đây tiếp nha, theo với nha. Nhà theo đấy con nào? Nhà theo, theo để con trứng nha, ưng nữa. À nhà ăn hai cưa. Trong đây để 24 25 mới đây nhà đào. Nhà đào đây hăng thì ạ. À. Đây nhà quê này đây ở ông chủ tịch Lăng Hạng này. Con nhà quê nữa. Chủ tịch Lăng Hạng này nha. Đây là ông tịch Lăng Hạng á, con nhà đào hơn á. À. Ông này sinh năm 80 không? À. Cái mấy cửa liền này thì ba cửa liền. Hôm nay nó đang khai đầm phế à. Căn bản 10 năm trước dịch giấc này. Bài này con hùng anh giỏ, cháu hôm lan này. Mình đâu má cả tiếng. À. Hay cắn nó nằm phơ mới la đang xuống đi này anh giỏ. Nó đang cả đi này. Vâng. Cái này đang mới là cỏ với cái non mới mới chữa lại. À. Ngay nên là bao khả năng đinh như này. Ngay em đi ó mắt đi từ nó mô đang đùng mô đi xả cả nó đua cơ. À, xong nó đua đi cả đó đang quay nè, xong đây đang lên xả mà. Nãy em đi bớt lấy mông đoàn chốt tắc được cái này. Mắt nó vong xuống ăn khả năng đi nó vung khả năng nhất thiêu ấy. Ừ. Đang thì khó đi cho luôn. Nghe em trông xuống xuống lang mới đây đi càng khi càng cái như kêu xuống lang đôi ấy. Hóa ra xuống lang đôi sật. Đang vai ấy anh. Vâng. Cái đang vai mà cả nên đang là đủ. À, xuống lang nhất thiêu vụ anh. Đúng đúng anh ạ. Cái nào đang nghe khỏi vai, xong rồi đang mình đầm thắng lên đang thắng với cái con. Cái về thay cái đôi. Vâng, ăn ăn đây, anh chị ăn đây, để em buộc đi, em sứa. Nên đi cái đoàn đi có điện cho anh chưa? Chưa. Chưa có điện à? Cái à, nó sẽ hốt lòng thì nó vâng. Thank you.
bỏ à đỏ ni đây này. Bỏ cho sâu ăn hết đoàn khật lóng này miết rồi dọc. Và này nên là chú bì anh làm cưới không? Cả nên đám cưới đây phải bớt 3-4 ngày nha khởi nhá. Mình cả đi ăn từ 4 ngày đó. Tiếc cái gì rồi, khổ lắm này. Cúi đợt này con nhiều ấy. Con có mưa mấy con, nên đàn nên mưa con nên đàn nhỏ này. Thế con đậu bán hết. Rồi lên con đậu bấy thẳng một cân bán.
Này nữa đây. Mẹ anh nữ ơn y tình lắp bioga đó giờ. Nó rung, móng rung xoáy máy lắm vời. Lên làng cái nhà lòng nhà lường nó la bia gà hai nhà chung kham không ó hết được rồi dùng xoáy mãi nó nổ cơm cái à như thế này á, nó thấu nó cái nó đầy lên. À. Có chửa. Đồ này nhá, nổ nước các kiểu. Mang đi nhậu phết rồi. Cái đi lên là cái dây nó rồi anh cho. Cái đi chưa? Cắm trên cắm đó này. Vâng. Khi anh em cắm vào mà thấy nó sáng thêm đèn này này, tức là nó thông. Đây là nó mất này. Nó bị lỏng nó sao. Đây anh em nhá. Để ý nó sáng thêm đèn là được. Và anh em cắm tiếp cái dây lan vào nó sẽ thêm 3 đèn nữa.
đủ 6 đèn là nó sẽ thông. Bảy mười bốn. Bảy một bảy. 200 mét. 200 mét giây. Trong sáng soi đêm rằm, em còn tuổi 15. Đang nên anh mới đắp đi lên à? À. Linh 4 mét anh em nhé. Cái đường lan quang này là 204 mét. Nhìn bằng mắt thường nó khá là gần, tuy nhiên nó khá là xa. Đây anh em thấy không? Đèn cắm vào nó sẽ được này. Đây, đủ đèn, hai đèn.
Đây nha, đây là cái con Tenda này, à con TP-Link này. TP-Link này là loại thu hồi, mang đến lắp miễn phí cho khách hàng, chả bỏ thu tiền. Hòa Phú, mật khẩu từ 1 đến 9 anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoặc là từ 1 đến 8 gì đấy. Ồ, không đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay là 4 con 6, 4 con 8 nhỉ? Nếu anh em không đúng mật khẩu thì anh em bấm reset rồi này. À như đấy, đây đang cắm DHCP rồi. Đây đang cắm đang tắt DHCP anh em nhé. Anh em thực hiện reset ở đây, có phím reset đây, giữ vào. Đấy, nó sáng hết đèn là được. Ở đây thì có mỗi một mạng thôi. Có mỗi cái model chính với cái wifi này. Wifi này thì địa chỉ là .0.1 thì anh em cắm một cổng xanh đều được nhá. Khi anh em cắm cổng xanh này, anh em lưu ý này, thì mình cắm nó sẽ thêm ba đèn nữa, à, thông, coi như là thông mạng. Đấy, đủ 6 đèn là sử dụng ok anh em nhé. Còn hai cái đèn giữa này nó nháy nháy không quan trọng. Anh em đổi lại cái mật khẩu của con TP-Link này. Cái mật khẩu nó mật khẩu mặc định này, 3162 4879. 3162 4879. Username là admin, password cũng là admin. .192.168.0.1 admin. Cái con Tenda này thì nó đổi password. Anh em nên đổi password trước nhé. Bốn con 6, 4 con 8 đi. Cần dài dài. Cái đi này đỡ là chàng trai anh chưa? Cái nên đỡ chàng trai 2 đi chứ. Mật khẩu 4 con khẩu 4 con 6 ấy nhá. 4 con khẩu 4 con 6. Cái ở đi đất tên nói anh chưa? Mật khẩu là chi chưa? Yên thí à con 1 sao bạc anh nhỉ? Hàng bốn mùi đỉnh sạm. Hàng bốn mùi đỉnh sạm nó khó chịu cả. Hay nên em đi đưa bốn mùi đỉnh sạm đi cho nó hề chứ. Ừ. Nó cái phê phê để cơm á phải từ này anh ạ, cái đèn nghiên cứu nó.
Một cái anh hào đơn lắm ạ. Một cái nín ạ. Hàng đơn xa đuôi Huế. Đuôi xa sát mai vậy. Đỡ mặt lòng đoàn chữa. Vâng. Một cái vào vùng khánh cột này. Một cái khánh cột này. Vâng. Như là nên là chia đôi phùm. Mà này hôm nay có niềm phùm. À. Nên anh kia chia rồi này. À, để mình đỡ dừa đây. Cầu này nếu mà thì hảo gì rơi không này. Vâng, cái tí thôi gì rơi.